Xin chào bạn. Thì trong mấy ngày hôm nay mình có nghe được là công ty Rạng Đông ấy, nó bị cháy và chất thủy ngân nó thoát ra bên ngoài. Đây thực sự là một điều rất là đáng tiếc. Và bạn biết đó, thủy ngân thì nó thông thường nó ở dạng bình thường ấy, là nó dạng dạng lỏng và nó có ở trong cái nhiệt kế, nó màu màu bạc bạc ấy. Đấy. Đó là chất thủy ngân và nó rất là độc. Mình khuyên bạn nào nếu mà hoặc là có trẻ em trong nhà ấy, mình không nên cho nó nghịch cái loại hóa chất cái nhiệt kế này. Đấy. Và mình xin vào vấn đề chính, đó là điều trị y tế khi mà bị ngộ độc thủy ngân. Khi nghi ngờ hoặc là phơi nhiễm với bất kỳ dạng nào của thủy ngân ấy, thì điều cần phải làm là điều trị càng sớm càng tốt. Nếu để lại lâu dài thì nó có cái biến chứng rất là không hay, ví dụ loét dạ dày hoặc là nó vào trong phổi thì nó gây ra rất là nhiều cái vấn đề hệ lụy sau này. Nếu nghi ngờ có phơi nhiễm cấp tính thì bệnh nhân cần phải điều trị nhằm để tránh tổn thương không phục hồi trong khi chờ kết quả xét nghiệm. Nên tham vấn cái trung tâm kiểm soát độc và các chuyên gia y tế về về chất độc. Đấy. Trong các vụ ngộ độc lớn ấy, thì nhân viên kiểm soát chất độc ở thành phố và các quốc gia thì cần phải thông báo để hạn chế cái sự phơi nhiễm trong trong cộng đồng. Ví dụ như trong những ngày qua thì những cái vùng khu vực xung quanh công ty Rạng Đông ấy, họ thông báo là sẽ trong bán kính trong vòng là 2 km thì sẽ không dùng nước uống và cũng di dân cho, có kế hoạch di dân trong cái khu vực đó. Đấy. Đó cũng là một cái biện pháp kịp thời và nó giúp tránh được cái chất độc này. Đối với phơi nhiễm cấp tính thì bước đầu tiên là cách ly nạn nhân ra khỏi cái nguồn thủy ngân, có nghĩa là chúng ta cách ly bệnh nhân ra, đồng thời cảnh báo với người xung quanh. Nếu có thể thì áo quần bạn bị nhiễm bẩn bởi nạn nhân thì chúng ta cởi bỏ, gói lại để xử lý. Nếu mà hít quá nhiều hơi thủy ngân, một lượng cấp tính, một lượng lớn thì cần phải tiến hành cấp cứu hô hấp. Chúng ta dùng thuốc giãn phế quản hoặc là đặt nội khí quản vào bên đặt nội khí quản. Đấy. Nếu nuốt phải thủy ngân vô cơ gây ăn mòn thì không nên dùng thuốc gây gây nôn đâu. Trong 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 trường hợp mà mình nuốt phải không nên dùng thuốc gây nôn. Vì việc nôn mửa có thể làm tăng cái độc tố nguy cơ nó tiếp xúc vào da. Đấy. Với phơi nhiễm mãn tính thì nguồn thủy ngân cần phải xác định. Xác định, sau đó cách ly khỏi cái môi trường sống để giảm cái tiếp xúc. Phương pháp điều trị thì nó phụ thuộc vào cái việc mà cái loại ngộ độc thủy ngân nữa. Đấy. Nếu mà nuốt phải cục pin. Đấy. Hoặc là một thủy ngân vô cơ ăn mòn thì việc điều trị sẽ bắt đầu từ việc là loại bỏ cái nguồn độc tố đấy, tiến hành bởi các bác sĩ phẫu thuật có kinh nghiệm. Nếu nuốt phải thủy thủy ngân loại vô cơ ở dạng lỏng đấy, nên nhớ là ở dạng lỏng nhé, ví dụ không được bọc lại trong pin ấy, thì nên tiến hành là chúng ta cho than hoạt tính vào đấy để hấp thụ và bất hoạt cái thủy ngân. Việc xúc rửa dạ dày tích cực cũng được khuyến cáo để chúng ta loại bỏ đi cái độc tố đấy. Những cái bệnh nhân này cũng được cũng nên được truyền dịch bổ sung, vì tiêu chảy nó thường xảy ra bởi những cái độc tố đấy, nó phá hủy cái niêm mạc ruột. Ngộ độc thủy ngân hữu cơ cấp tính được xử lý tương tự như ngộ độc vô cơ. Thì ngoại trừ việc độc tố thường không ảnh hưởng đến nó thường không ảnh hưởng ngay đến tế bào ruột mình đâu, mà nó phải trải qua một cái khoảng thời gian nào đấy. Đấy. Thì việc điều trị sẽ không cần tới than hoạt tính và thuốc nhuận tràng. Đấy. Trong trường hợp nếu như mà chúng ta nuốt phải thủy ngân dạng lỏng thì như thế nào? Dạng đơn chất. Ví dụ như là có một nhiệt kế bị hỏng chẳng hạn,
và bạn nuốt phải nó thì chúng ta xử lý như thế nào? Thì chúng ta nên hiểu rằng là khi mà lúc đó thủy ngân nó vào ấy, nó chưa làm ảnh hưởng đến dạ dày chúng ta đâu, trừ khi dạ dày chúng ta là có cái vết loét từ từ trước thì nó mới ảnh hưởng thôi. Đấy, vết loét hoặc là có lũ giò hoặc là viêm viêm ruột thừa thì nó sẽ ảnh hưởng rất là nhiều. Thuốc nhuận tràng thì nó có thể loại bỏ thủy ngân đơn chất, nên nhớ điều này, thuốc nhuận tràng thì có thể loại bỏ cái thủy ngân đơn chất. Nếu mà đường ruột bị tổn thương thì cần phải điều trị một cách là tích cực và điều trị ngay lập tức. Đấy. Ngoài ra điều trị có thể bao gồm dùng các chất tạo phức có khả năng bắt giữ hầu hết thủy ngân độc hại. Các chất này cạnh tranh với cái nhóm là sumfi sumifua sumifua sumihidris chính xác là như thế, mà thủy ngân có thể dùng để liên kết với tế bào, qua đó nó ngăn cản cái độc tính do thủy ngân gây ra. Thuốc thường được sử dụng là dime kepro. Mình không phải là dân chuyên ngành dược cho nên là đọc cái này nó hơi khó. Di ngắn ấy, mer ca bero đấy. Các phân tử thủy ngân thì nó gắn kết với cái chất này và nó có thể loại bỏ bằng phương pháp là lọc máu. Thì dime kepro ấy không không nên được sử dụng, sử dụng tiếp không nên được sử dụng khi mà nó tiếp xúc với chất methi mercuris. Mình không được giỏi cái tiếng Anh cũng như là không phải là chuyên ngành dược ấy, cho nên cái việc đọc nó hơi khó khăn. M E T H I dài L M E R đấy. Thì cái chất này nó vì vì nó là có thể làm tăng độc tính lên não và tủy sống. Đấy. Chính xác là như thế. Một tác nhân gelatin khác được sử dụng cho cả hai cái dạng độc tố thủy ngân hữu cơ và vô cơ, nếu mà nhiễm mãn tính mà nhẹ, đó là DMSA. Đấy. Lưu ý rằng là việc điều trị nó rất là phức tạp và phải cần phải có cái ý kiến chuyên gia về độc chất để xác định liều lượng và cái thích hợp cho từng bệnh nhân. Một câu hỏi được đặt ra đó là dấu hiệu nhiễm phơi nhiễm thủy ngân. Thì thông thường dấu hiệu của nó đó là tay chân chúng ta run. Đấy. Sau một khoảng thời gian thì mồm lở loét. Cái môi mình đó, nó bắt đầu nó bên trong môi nó bắt đầu loét. Đấy. Rồi là mắt chúng ta là cảm thấy là có những cái quầng sáng. Đó là những cái dấu hiệu mà khi chúng ta nhiễm phải thủy ngân và cần phải theo dõi khi mà bị ngộ độc thủy ngân. Việc theo dõi ngộ độc thủy ngân là rất quan trọng để chắc chắn là cái nguồn độc tố nó được loại bỏ hoàn toàn mà không gây hại nữa. Đấy. Nhiều bệnh nhân khi mà bị ngộ độc thủy ngân á, đặc biệt là thủy ngân hữu cơ thì bị được tổn thương thần kinh và họ cần được chuyển cho các bác chuyên gia thần kinh để theo dõi. Tại vì cái thủy ngân này nó rất là độc và việc mà chúng ta bị như thế nó có thể gây cho chúng ta là biến chứng về thần kinh, bị nói chung là bị não chúng ta không không được bình thường và nó không được thông minh cho lắm. Đấy. Rồi ngoài 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 ra nó cũng ảnh hưởng đến nhiều các chức năng vận động của các cơ quan ở bên trong cơ thể. Đó là một việc mà không phải ai cũng muốn và không phải ai cũng 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 có thể đề phòng được khi khi mà chúng ta tiếp xúc nhiều với cái loại chất này. Đấy. Và việc phòng độc là một điều cần thiết. Hẹn gặp lại bạn ở cái buổi chia sẻ lần 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 tiếp theo.